Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 để rà soát các công việc đã thực hiện và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, đại diện các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố. Theo báo cáo của ngành y tế, dịch COVID-19 ở nước ta vẫn đang có những diễn biến phức tạp khi số lượng các tỉnh và các ca mắc mới vẫn được phát hiện. Các ổ dịch chủ yếu liên quan đến thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tại Ninh Bình, tính đến thời điểm sáng ngày 2 tháng 2, không có ca xác định mới. Toàn tỉnh đã quản lý cách ly và giám sát 1.747 trường hợp liên quan đến dịch bệnh COVID-19, trong đó có 1.478 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Hải Dương và Quảng Ninh. Hiện ngành y tế tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp F2, theo dõi chặt chẽ các trường hợp đi về ở liên quan đến vùng dịch. Ninh Bình đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn cách ly, khoanh vùng, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị địa phương đã phát biểu, phân tích tình hình thực tế trong thực hiện nhiệm vụ, đưa ra các tình huống, biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh thời điểm hiện nay, đồng thời đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc giữa các cơ quan, đơn vị, sở ngành. Vấn đề xử phạt các trường hợp vi phạm, trong đó có vi phạm về không đeo khẩu trang nơi công cộng. Các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn bất cập trong triển khai các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh, từ đó thống nhất các biện pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của ngành địa phương, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh biểu dương sự cố gắng và cuộc bình tĩnh kịp thời, đầy trách nhiệm và kiên quyết của các cấp các ngành địa phương trong tỉnh, đã truy vết sàng lọc hiệu quả các trường hợp đi ở về từ vùng dịch. Đến nay trên địa bàn tỉnh, chưa xuất hiện bệnh nhân dương tính. Đồng chí cho rằng dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp, nhất là khi thời điểm này, người dân, học sinh, sinh viên ở xa trở về địa phương đón Tết Nguyên đán. Việc giao thương hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố nhiều hơn, đòi hỏi công tác phòng dịch cần nâng cao hơn một bước. Từ đó yêu cầu các sở ban ngành, cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế, tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, trên tinh thần đề cao trách nhiệm người đứng đầu, các cơ quan đơn vị địa phương tuyệt đối thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuyên truyền hướng dẫn người dân không hoang mang, chủ quan, lơ là, vừa bình tĩnh khẩn trương phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Các cơ quan thông tin đại chúng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tích cực vào cuộc tuyên truyền về diễn biến của dịch, vận động người dân cần bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đề cao cảnh giác, chủ động tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép để được cách ly, quản lý, giám sát phòng chống dịch. Các ngành chức năng như công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra giám sát các đường biên giới, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh trái phép, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không chấp hành các biện pháp phòng dịch. Ngành giáo dục xây dựng phương án học trực tuyến và dạy học trên truyền hình. Ngành y tế cần có phương án kịch bản cụ thể, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, nhân lực để chủ động đáp ứng theo các tình huống phòng chống dịch. Phối hợp với các cơ quan đơn vị chuẩn bị khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, đồng thời tiếp tục động viên có chế độ chính sách thỏa đáng cho cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng nòng cốt trong phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho họ yên tâm công tác. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, có những dự báo trước các tình huống để chủ động ứng phó. Đồng chí cũng yêu cầu trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì tạm dừng các lễ hội, các hoạt động tập trung đông người. Đối với các đề xuất kiến nghị của các cơ quan đơn vị địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, nhất là việc chuẩn bị thiết bị vật tư y tế để đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, quyết tâm ngăn chặn, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, để người dân được vui xuân đón Tết an toàn.